Tự sướng, quay tay, sóc lọ, có gì sai không? Xin chào các bạn, mình là bác sĩ Trần Quốc Phong, bác sĩ chuyên khoa tiết niệu. Hôm nay bác sĩ sẽ nói về một chủ đề rất hay, đó là lợi và hại của thủ dâm, đồng thời cũng nói về những hiểu lầm rất thường gặp của hành vi này ở nam giới. Có một sự thật là hơn 90% nam giới và hơn 75% nữ giới biết là có hành vi này và thực hành hành vi này. Mà chuyện này tính ra thì chẳng có gì mới cả, bởi vì nó có rất nhiều lợi ích mà chúng ta có thể thấy được. Ví dụ như là ngủ ngon hơn, giảm stress, ít phiền não hơn, bởi vì tự sướng nó làm cho chúng ta tiết ra những cái hóa chất vui vẻ, ví dụ là dopamine, endorphins, serotonin hoặc là oxytocin. Ngoài ra thì cái việc này còn là một việc quản lý năng lượng tình dục một cách rất an toàn và hiệu quả, giúp chúng ta tránh phải những bệnh lý lây truyền của đường tình dục và còn giúp tránh thai hiệu quả nữa. Bởi vì mình làm có mình mà làm sao có thai được. Ngoài ra thì mình còn biết là chỗ nào mình thích nữa để mình nói với bạn gái mình, rồi bạn gái mình từ đó mới biết chỗ nào ngứa mà gãi, có phải không? Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng về nó. Sau đây là những hiểu lầm rất rất thường thấy của các bạn trẻ chúng ta về hành vi này. Thủ dâm làm cho đần, làm cho mù lòa. 90% dân số nam thế giới biết cái hành vi này. Nếu mà cái chuyện này nó xảy ra thì rất nhiều người trên thế giới sẽ bị mù lòa hoặc là đần. Cái chuyện này nó xuất phát từ cái gì các bạn biết không? Tức là người ta nói những người thủ dâm là những người không vượt qua được những cám dỗ của bản thân, để rồi dẫn đến những cái hậu quả tai hại. Cái này nó có vẻ hơi tâm linh nhỉ? Bác sĩ không bàn về vấn đề tâm linh ở đây, nhưng rõ ràng thông tin này là sai sự thật và không có bằng chứng khoa học nào chứng minh là cái chuyện này đúng cả. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai cũng rất là quen thuộc và rất là nhiều thông tin sai lệch về cái chỗ này. Là bác sĩ ơi, em thủ dâm 1 đến 2 lần một ngày thì sau này em có bị liệt dương hay không? Bị liệt dương hay không? Thủ dâm không phải là nguyên nhân làm liệt dương. Cho đến bây giờ mà nói thì chúng ta có rất nhiều nguyên nhân làm cho một người nam không cương được như mong muốn lắm. Trái lại, chúng ta còn phải biết cái chuyện là thủ dâm nó làm cho chúng ta tập cái cơ sàn chậu nhiều hơn. Đây là cái nhóm cơ cực kỳ quan trọng trong việc lên đỉnh. Nên mà khi chúng ta chủ động tập cái nhóm cơ này thì chúng ta còn lên đỉnh tốt hơn nữa và có đời sống tình dục tốt hơn. Wow. Có nhiều nguyên nhân gây ra cái chuyện liệt dương đó các bạn. Kể ra đây các bạn nghe sẽ lùng bùng, nhưng mà chắc chắn không phải thủ dâm là một trong các nguyên nhân gây ra liệt dương. Nhưng các bạn chú ý là như thế này. Khi mà nhắc tới thủ dâm á, thì các bạn thường sẽ nói tới việc xem phim con heo. Mà xem phim con heo với lại thủ dâm, các bạn phải lưu ý rằng đây là hai cái việc hoàn toàn khác nhau. Các bạn có thể thủ dâm mà không hề coi phim con heo, và các bạn có thể coi phim con heo mà không hề thủ dâm. Cái việc mà ngày nay nam giới được tiếp cận nhiều hơn với mạng á, và được coi phim con heo nhiều hơn, nó ảnh hưởng tâm lý của những người nam rất là nhiều. Khi mà coi phim này nhiều á, thì các bạn nam á, sẽ có một cái kỳ vọng rất cao về người nữ. Thế là người yêu mình phải như thế nào, rồi phải có tiếng động như thế nào, rồi phải có động tác như thế nào, rồi phải có thân hình như thế nào. Chưa kể là hình ảnh và kỹ năng của mình lại đi so sánh với diễn viên ở trong đó nữa, thì nó làm cho mình tâm lý ngày càng lo âu nhiều hơn, căng thẳng nhiều hơn. Khi mình càng lo âu á, cái chuyện đó càng bất như ý á, thì mình lại càng căng thẳng và lại càng lo âu, và nó dẫn tới một cái tình trạng là rối loạn trong tâm lý, và nó dẫn tới một cái tình trạng cương yếu hơn bình thường. Nên mà nếu các bạn thấy mình có bị lo âu khi mà giao lưu á, thì mình phải nhớ cái chuyện này nhé, giảm coi phim con heo đi. Quan điểm sai lầm thứ ba, đó là thủ dâm làm giảm ham muốn và làm chai đi cái cảm giác lên đỉnh. Thật ra vấn đề này chúng ta không nên hiểu như vậy. Khi mà chúng ta thủ dâm á, chúng ta làm một mình á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được là cơ thể mình nó thích như thế nào, với cái lực như thế nào, với cái tốc độ như thế nào, với cái độ chặt như thế nào. Hoặc là mình có thể sử dụng một cái loại đồ chơi nào đó một mình mà mình quen rồi, nên khi mình lâm trận thật á, thì những cái yếu tố là mình thích thú nó lại không đúng như vậy, nên làm cho mình có cảm giác là nó không có được thoải mái. Cho nên chúng ta phải cần trao đổi với lại người bạn của mình coi là mình thích như thế nào, mình ngứa như thế nào thì bạn mình mới gãy đúng cái chỗ ngứa. Ngứa như thế nào thì bạn mình mới gãy đúng cái chỗ ngứa đó, đúng không ạ? Khoan, còn một chuyện nữa. Khi chúng ta quay tay mà nếu chúng ta đè hoặc chúng ta cứ đẩy cậu nhỏ sang một bên đó, thì nó sẽ gây ra những cái vi chấn thương và lâu dài là sẽ làm cho biến dạng cậu nhỏ và dần dần làm giảm cảm giác là có thật. Nên các bạn chú ý chuyện này nhé. Quan điểm sai lầm số 4, thủ dâm như vậy là quá nhiều. Để bác sĩ nói cho bạn hiểu một chuyện rằng như thế này, ngay cả khi các bạn làm một lần, hai lần hoặc ba lần một ngày chẳng sao cả, miễn các bạn đảm bảo cuộc sống của mình nó phải cân bằng,
miễn các bạn không bị lệ thuộc vào nó, miễn các bạn không suốt ngày cứ nghĩ tới nó, miễn là các bạn không có bị kém tập trung, vẫn giữ được cái mối quan hệ với bạn bè, vẫn giữ được việc học tập và việc làm việc. Còn nếu mà các bạn đang có những dấu hiệu ngược lại với chuyện này thì đó là các bạn đang bị nghiện rồi đấy. Như vậy là mỗi người sẽ có một cái mốc để người ta cảm nhận được. Cho đến bây giờ y học không có một con số nào được gọi là chuẩn xác, rõ ràng, cụ thể để bạn vượt qua con số đó được gọi là nhiều cả. Cho nên cái này là tùy mỗi người nhé. Quan điểm sai lầm số 5 đó là thủ dâm làm giảm hormone nam giới. Cho tới bây giờ không có một cái nghiên cứu khoa học nào nói rằng là việc thủ dâm sẽ ảnh hưởng tới nồng độ testosterone trong máu cả. Testosterone sẽ tăng lên tạm thời sau khi lên đỉnh, nhưng sau đó nó sẽ trở về trạng thái bình thường. Thậm chí các nghiên cứu trước đó vào năm 2001 và năm 2007 cũng không thể nêu rõ được cái tác động lên nồng độ testosterone của một người nam sau khi người này kiêng thủ dâm một thời gian dài. Cho nên ai mà nói cái việc thủ dâm nó làm giảm nồng độ testosterone rõ ràng là không có cơ sở. Đó, như vậy là video chúng ta đã hết rồi. Như vậy là 5 quan điểm sai lầm bác sĩ đã nói rõ cho các bạn hiểu để các bạn có thể có nhiều thông tin đúng đắn hơn về cái hành vi này ở nam giới. Để giúp các bạn hiểu hơn, các bạn có thể xem vào phần mô tả phía bên dưới. Đồng thời nếu bạn thấy thích video này hãy để lại một like và share video, đồng thời là bình luận về những gì các bạn biết về hành vi này nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại.